Xin kính chào quý vị khán giả của Tâm Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Công việc thu hoạch hoa oải hương ở Cộng hòa Séc đang vào thời kỳ cao điểm. Trong những năm gần đây, loài cây có hoa màu tím này đang ngày càng trở nên phổ biến ở Séc. Số lượng trang trại trồng hoa oải hương tăng đều hàng năm. Hoa oải hương ở Séc cũng được cho là có tác dụng chữa bệnh tốt hơn hoa oải hương đến từ Pháp. Chủ của một trang trại hoa oải hương cho biết, nhờ vào nền tảng đá vôi và xương giá cùng với sự kết hợp của các khoáng chất như canxi, magie khiến loại thảo mộc này tạo ra một lượng lớn các chất sinh động học khi loài cây này tự vệ. Giá của những chiếc xe đạp tại Séc đang rẻ nhất trong những năm gần đây. Một số cửa hàng bán xe đạp vẫn còn tồn kho số lượng lớn xe đạp đặt mua từ thời điểm bùng nổ đại dịch Covid. Vào thời điểm đó, việc đi xe đạp đang trải qua một thời kỳ bùng nổ lớn. Tuy nhiên, vì lý do số lượng xe tồn kho quá nhiều, các cửa hàng phải bán chúng dưới cả giá sản xuất. Máy bán hàng tự động và kiosk tự phục vụ đang ngày càng phổ biến ở Cộng hòa Séc. Các loại máy tự làm sữa, máy làm hoa, máy làm mật ong cũng đã xuất hiện tại một số địa điểm. Hiện người dân đã có thể mua trứng, thịt, phô mai hoặc sữa chua mà không cần người phục vụ. Đây là lợi thế của người nông dân, giúp họ mở rộng thị trường và đối với người tiêu dùng, họ có thể tiết kiệm được thời gian và có thể mua sắm hàng hóa bất cứ lúc nào. Gần 1/3 trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương tại các trung tâm chăm sóc ở New Zealand từ năm 1950 đến năm 2019 đã bị lạm dụng, bao gồm bị cưỡng hiếp, triệt sản và sốc điện. Trong đó, những người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần đặc biệt dễ bị ngược đãi. Một số nạn nhân đã lên tiếng cho biết việc bị lạm dụng đã khiến họ mắc chứng rối loạn căng thẳng, trầm cảm, lo âu và lạm dụng chất gây nghiện và bạo lực. Theo các nhà hoạt động, phát hiện này có thể khiến chính phủ phải bồi thường hàng tỷ đô la Mỹ. Các nhà điều tra cũng khuyến nghị bồi thường cho các gia đình có thành viên bị lạm dụng hoặc bị chấn thương qua nhiều thế hệ, đồng thời yêu cầu xem xét lại các khoản bồi thường đã trả cho các trường hợp lạm dụng trẻ em trước đây. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã xô sát với những người biểu tình tại thủ đô Ankara vào cuối tuần trước do những người này phản đối kế hoạch xử lý hàng triệu con chó hoang. Những người yêu động vật cho rằng một chiến dịch triệt sản hàng loạt sẽ là giải pháp tốt hơn là nhốt chó hoang vào các trại tạm trú rồi tiêu diệt. Trong khi đó, văn bản của dự thảo luật này cho hay những con chó hoang sẽ bị giữ trong các trại tạm trú cho đến khi chúng được nhận nuôi. Chỉ những con hung dữ hoặc mắc bệnh không thể chữa khỏi sẽ bị tiêu diệt. Dự luật cũng tăng mức phạt tối đa đối với hành vi bỏ rơi chó gấp 30 lần lên 60.000 lira, tức gần 45 triệu đồng Việt Nam. Theo dự thảo luật, số chó hoang ở Thổ Nhĩ Kỳ ước tính là 4 triệu con. Các thành phố đã triệt sản 2,5 triệu con trong 20 năm qua. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington của Mỹ đã nghiên cứu thành công một phương pháp xét nghiệm máu giúp chẩn đoán bệnh Alzheimer nhanh hơn và chính xác hơn. Theo đó, phương pháp mới sẽ đo hàm lượng tích tụ hai loại protein là tau và amyloid để đưa ra chẩn đoán bệnh. Nếu như hai loại protein này tích tụ thành các mảng lớn trong não, chúng sẽ cản trở hoạt động bình thường của não và giết chết các tế bào khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, việc xét nghiệm máu sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chẩn đoán bệnh, đồng thời đưa ra độ chính xác lên tới 91%. Đây là con số vô cùng ấn tượng so với những phương pháp chẩn đoán bệnh Alzheimer truyền thống, thường rất khó tiếp cận với nhiều bệnh nhân, bao gồm quét não và chọc dò tủy số. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO mới công nhận The Appian Way, một công trình đường cao tốc của người La Mã cổ đại, là di sản thế giới. The Appian Way, đường cao tốc đầu tiên của người La Mã cổ đại, vốn là điểm thu hút khách du lịch khi tới thăm thành phố Rome, Italy. Con đường được đặt theo tên của Appius Claudius Caesar, một người La Mã cổ đại, đã xây dựng nên một tuyến đường phía Nam vào năm 312 trước công nguyên. The Appian Way nối liền thủ đô của nhà nước La Mã thời kỳ đầu với thị trấn Brindisi ở phía đông nam. Hãng Mitsubishi Motors sẽ tham gia liên minh sản xuất xe Honda và Nissan. Với sự liên kết này, thị trường sản xuất xe tại Nhật Bản sẽ phân hóa thành hai lực lượng chính là Toyota Motor Group và liên minh Honda, Nissan, Mitsubishi. Theo giới quan sát, việc các hãng sản xuất ô tô hàng đầu tại Nhật Bản hợp tác là để tăng sức cạnh tranh trên thị trường trước sự phát triển mạnh mẽ của Tesla và nhiều hãng xe Trung Quốc. Trước đó, Mitsubishi Motors được biết đến là công ty do Nissan sở hữu 34% sẽ hợp tác với Honda và Nissan để hoàn thiện các chi tiết về quan hệ đối tác của họ khi cả ba công ty đều có ý định chuẩn hóa phần mềm trên xe để điều khiển ô tô.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.